Chào tất cả mọi người, lại là mình đây, Kuro MC. Hôm nay mình sẽ cùng thằng em trai của mình, KZ MC, sinh tồn 100 ngày trong Minecraft ở hoang mạc siêu khó. Hoang mạc là một vùng đất khô, cằn cỗi, một nơi có nhiệt độ rất cao và thiếu nước trầm trọng. Cứ mỗi ngày trôi qua thì sẽ có bão cát xuất hiện. Còn bây giờ thì mình sẽ không nói nhiều nữa, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi, chết mít, cái gì chưa gì đến nữa. Ôi, ở đông vậy trời ơi, chúa ơi. Uầy, tụi mày uống lò không? Thôi em ơi, chưa em ơi, siêu khó đấy em ơi. Quỷ báo, anh lấy gỗ đây. Xin nhẹ cục gỗ. Ơi, có quả rồi. Chặt gỗ ra con bọ luôn nè. Quên nó. Ê, mình đang gần ở chỗ nước luôn á, mới vô thôi mà nó khó khăn vậy. Ok. Nước này không uống được, nước này rồi. Sao em kéo nó qua anh chi vậy? Gì qua gì? Chạy đi em. Ơ, hình như nó được em, nó đâu được anh đâu. À, trời đất. Chúc mừng em, chúc mừng em nha. Nè. Đi xuống nước an toàn không em ơi? Cái khắp nơi toàn là mấy con này em vậy? Mình đang ở đâu vậy em? Anh hỏi em. Em hỏi ai đây? Ui, mấy thằng cầm cung này né né đi, nó bắn đau lắm á. Chị siêu khó, chưa có giáp nữa. Ơi, có cái gì đây nè em ơi? Trời ơi. Tối thui em ơi, không thấy đường luôn. Bảo rồi. Trời ơi, bảo rồi, mọi người ở. Anh đây hả? Ê, có cây đuốc nè. Trời, anh ngồi trên đây nãy giờ mà. À, có da. Dạ, đừng quýnh anh nữa, trong đây không có hồn máu được đâu. Không thấy đường nè. Chắc anh thấy. Da nó bắn nữa nè. Em đứng đó nó bắn em đúng rồi, đứng mấy cạnh cửa sổ làm gì? Em có thấy đường đâu. Ồ, có cái yên cưỡi của con lạc đà này, xịn thế. Cái này là cái gì vậy? Ồ, cái này có thể chế tạo được cái mũ nè. Hoàng ơi, em ổn không vậy? Em không thấy đường. Đứng trên đó đi em. Ui. Anh nhặt được một cái gì đó rất là xịn sò em ạ. Đường đi thật là trong gai. Ui no. Mày. Đi xuống đây đi. Ông thấy đồ thiệt luôn hả? Ừ. Nhà là sắt nè. Anh mặc nhầm cái lời quyền ràng buộc rồi. Quá đỉnh anh ơi, quá đỉnh. Sao em không nói? Cái gì vậy? Một cái sản nè. Em không nói gì luôn á Hoàng ạ. À. Em thật sự luôn là... Sao em tệ vậy? Anh không biết cái này là gì, anh cứ thấy nhặt. Rồi, tới chuyện rồi. Lo mà cứu anh đi chứ. Anh cho! Tao còn có một máu à, mày quýnh hoài vậy? Sắp chết rồi đây nè. Em cũng còn một máu nữa. Tao đang còn bốn máu, mày quýnh còn một máu à. uống cái này nó hồi máu được à. Này nước sạch hay sao á, nó không có nước dừa. Cái này uống được ta. Ơ, cái này uống được nè. Hoàng, anh cho em nè Hoàng. Hả? Hồi đó thì ba cái da đi rồi làm. Đừng có chém nhầm nhau nha, chém nhầm nhau là chết luôn đó. Chém đầu vậy. Thức ăn bây giờ không còn nhiều nè. Ăn. Anh ăn thịt của nó luôn hay sao nè. Đúng vậy, ở cái gì vậy? Ôi dồi ôi, mà đông quá em ơi. Quá đông quá, cúp lùi. Em uống cái kia để hồi máu đi. Uống nước hồi máu đi em. Uống nước mà hồi máu được á. Chết bà, bảo đến rồi.
Thời tiết xấu tới rồi. Thôi anh ấy lo nha, chứ anh bó tay bó chân chấm chấm cơm rồi đó. Anh chui vô nhà của ông dân làng kia anh trốn rồi. À, xin tạm một cái giường luôn. Em đi ngủ qua đêm qua ngày đêm đó, bảo ngủ được không? Không biết nữa. Được rồi. Đi đi qua đây đi, qua đây đi. Ôi, đây có cái nhà thợ rèn nè. Một cái bản đồ à. Bản đồ này Hoàng ơi. Tụi này nó có bắn cung của em. Nó khó chịu nằm chỗ đó Anh đó. Nó bắn cung chuẩn vãi. Ôi trời ơi, giết con này có lạc đà chính. 4 miếng thịt luôn à. Ê, mình phải tìm cái mình phải tìm cái kia á. Cái gì? Phải tìm cái chỗ mà ấy làm thuốc nè. Một cái rìu. Chú, ngon. Cái này là cái gì ta? Nó không có tác dụng gì hết trơn rồi. Bên trong cái mẫu cát, bên ngoài lại có mẫu cát. Có dân làng này nó không có đổi cho mình đúng không? Anh cũng chả biết luôn. Mình đi lướt hết cái làng rồi có cái gì không? Con này ui, Golden Cone nè. À. Đắt vậy men. Đứng đau gì trời. Phải cẩn thận chứ. Đây, anh đủ sắt làm cái này nè. Trên nhà. Trời, cái gì đây trời. Cái kiếm này nó mạnh thiệt á, nhưng mà nó tốc độ nó chậm quá mọi người ạ. Mình đang có một cái giày Lê Nguyên đang buộc. Cái này nó có speed boost hai. Ơi không, cái này là mình phải múc nước nè, sau đó mình sẽ dùng cái này mình uống. Mình cũng phải tìm cái tre với lại giấy mọi người, càng nhiều giấy thì mình sẽ có nước để uống. À mình quên nữa, các bạn có thấy cái skin mình nó đẹp không? Nãy không khoe với mọi người chứ. Cái len chắc không cần rồi. Vứt đi ha. Yên cưỡi thì chắc là cần. Thì mấy cái này là cái gì mà cũng chả biết luôn. Không biết dùng sao luôn á. Phải dùng để chế tạo gì ta. Nó không có công thức à. Trong đây mấy con quýnh đau lắm mọi người. Phải nồi chứ. Mấy con quỷ nó quýnh đau cực á. Ơi cái này mình quăng xuống nước. Ôi vãi nồi, mình quăng xuống nước một cái là ma hả? Ma sa mạc à? Mấy con này cũng không có đau nha. Ma sa mạc nè. Ma ê, cũng đau 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 đó, cũng đau á, cũng gọi là đau đấy, cũng gọi là đau 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 xương xương đấy. Cũng đi hồi máu mọi người ơi. Từ từ để mình đeo này vô đã, hồi nãy cái này mình không biết dùng. Bây giờ mình có thể đeo vô được rồi nè. Oh my gosh. Thì đó là vậy. Từ cái nhẫn này nó đang biến thành cát, mình sẽ có thể rửa nó bằng nước được. Phải không? Đây nè. Quăng xuống nước một cái nó biến thành cái nhẫn rin nè. Cơm kho Uống đại đi. Trời ơi, chê nữa. Uống để hồi máu đó. Có mỗi cái số nước này để hồi máu cho chúng ta thôi. Càng uống càng hồi máu em ơi. Cứ uống đi. Uống nó mới hồi máu à, quái quỷ đi chứ. Nghe em kìa trời, uống càng nhiều càng hồi máu em ơi. Uống đi em, uống lại rồi. đầy vẫn uống uống nó hồi máu. Anh đầy máu nè. Hiểu chưa Chưa. trời ơi, thiệt luôn á hả? Nhặt được cái gì hay cái gì, cái đồng xu gì đó mình. Thiệt luôn á hả? Đậu xanh.
Có nó. Cái đất Còn gì nữa không à? em đào mốt em chặn cái đường lại giùm cái, À. nó vô kìa. Bớt đánh đi bà, sắp chết rồi. Anh đánh con zombie sau lưng em á, đào vô không chặn cái đường lại. Em buồn cười quá à. Đây có cái nẻ nè, nhặt đi em. Cái nẻ em chưa có đúng không? Cái con bọ gì đó. Đây nè. Chưa. Đây, ui. Con bọ Emerald luôn mà. Anh xin nhá. Đây có lúa mì nè. Cho mình xin thức ăn nhá. Ok. Ok. Gì? Chú trộm đi. Kìa cái gì? Nhảy phát xuống lỗ luôn ạ. Em còn gỗ không? Em còn gỗ không? Mày này Đâu làm em hết rồi. bạn chế tạo. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh đang có cái hiệu ứng mắc kịt nè em. Đi Ghê đi thôi, đi thôi, lệch của thôi. Anh dân làm đổi gì vậy? Cái qua lên này đổi mấy vàng này hả? Mình cần đổi giấy thôi. Đi em ơi. Rồi khỏi cái làng này thôi. đây. Ui. Chạy thôi. Báo quá, thì báo rồi. Ăn đầy thức ăn trước là uống nước. Uống nước càng nhiều nước thì càng hồi máu. Này làm cái giường đi em. Từ từ để anh coi cái bản đồ nó dẫn đi đâu nữa. Cái bản đồ này nó dẫn đi đâu ta? Cái bản đồ này dẫn đến cái chỗ Ai Cập à? Hồi đầy máu đi em, uống đi. Nó có hồi nữa đâu. Em phải uống nó mới hồi chứ. Đây có hồi đâu. Trời ơi. Không uống sao nó hồi máu cho em. Tại bảo nước nó quan trọng hơn là thức ăn mà. Mấy thằng này nó cầm cung ngoại ta. Không muốn ghê à. Tôi luôn em kìa Hoàng ơi. Nó ngáp cái thấy quay qua thấy theo lưng à. Cứu rồi. Cũng được. Cứ Ừ. ngủ đi, tính sao, sức khỏe vẫn là trên hết mà. Hình như là mấy con lạc đà mình cưỡi được á Hoàng ơi. Được không? Được không? Được. Được chắc cưỡi Tập. được á. Kiểu phải tùng phục. Bô lao, bô lao. Phải tùng phục nó đã. Đừng có giếm nó. Đây, em mặc giáp cho nó Ấy. nè. Sau đó là yên cưỡi. Ở cái này cưỡi được một người hả? Đây, bên đây, Chín đây còn con nữa. đó, kìa con nó kìa. Không. Chứ mặt kìa, chứ mặt kìa. Không. Không có yên cửa, không có yên cửa. Anh có yên cưỡi, anh có yên cưỡi. Chém nó đi, chém nó này trước đi. Chém nó trước kìa. Ở đây chém cái đạn của em đấy. Em tự anh tự chém chết mà. Nó chém chứ anh chém đâu, kiếm mình có lửa mà. Thì sống đây. Lao quá à. Cái gì cũng đổ thừa hết trơn á. Nó đi mình. Ủa nó chém hả? Kiếm mình kiếm lửa mà anh chém được phải có thịt thịt, thịt chín chứ. Tại Ờ shit. cái con nó ghét con lạc đà sao á. Đi đi con này nó đỡ tốn nước em à. Tốn thức ăn á. Qua đây đây kiếm thêm một con đó đi, bên này. Thì một đống ở đây nè. Này chém yên cửa ra, chém yên cửa nè. Yên cửa với cái giáp của nó nè. Anh lút được bên kia á. Đó. Ngon. Đi đi. Bú 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 mạnh bú mạnh. Nó bậy bạ gì đấy. Có chừng gặp. Là ai nói gì đâu. Có chừng gặp bão cát đó nha. À. Làm phát được luôn ta. Dữ vậy ta. Rồi con này chậm quá à. Ơ có cái gì đây nè. Đi. Thì đi chậm mà. Mình đi đỡ tốn nước thôi. Phá đi. Ôi. Cái đó hình như nâng cấp máu được đúng không? Mình nghĩ vậy. Ok, con quỷ này đâu vậy? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi, go.
Bên đây anh thấy một cái công trình gì nè. Ở bên này. Đi con này nó chậm thiệt á, nhưng mà nó đỡ tốn nước. Ở dưới đây mình đi mai mà đúng không? Có cần đi mai không hay khỏi ta? Biết đi mai được hay không nữa. Chưa thử. Mình đi khám phá mấy công Đây trình nè, này công trước. Trình gì đây? Ổn không? Ây da. Ok, sao chơi sao nó vô ngoài? Từ, anh đang hồi máu. Cứu em ơi. Trời ơi đất ơi. Từ từ hồi máu đã. Em vội thế, từ từ. Ăn thức ăn cho đã. Kìa, đến đi em ơi. Đông vậy. À, cho miếng nước, cho miếng nước. Cho miếng nước. Nó bắn cùng, nó cứ bắn cùng quá nhờ. Chém nó em. Ây da, trời chém em. Né ra để anh chém nó được rồi. Nó bắn em chứ bên chém đâu. Ây da, hư hết rồi. Nó bắn. Nó xuất hiện nhiều rồi ta. Ăn thức ăn vô. Vô đi em. Ngoài đây bảo hay sao nè. Con gì vậy? Giáp kim cương à? Giáp kim cương là của cái con kia à? Tới đây cho nó không được. Ở đây có một cái nè em. Có sắt. Sắt nè, bỏ mấy cái này lại đi, cái này không cần á. Ném mấy cái cục này ra nè. Bảy ghê. Cục độc hay gì nè. Cục này cục độc hay gì nè, chạy vô thử đi. Giỏi quá, xong vô thử đi. Thử chứ đi. Thôi, đừng vô dỗ. Coi chừng 7 nha, coi chừng 7 nha. Đừng đừng cục rồi. Mở cửa. Có kho báu, kho báu. Này gì? Cái này gì vậy? Chạy vô. Cháp gì kỳ cục vậy? Có luôn như có gì không? Cây kiếm à? Đừng hết rồi. Ôi, chết rồi. Hài hước rồi chứ. Xem gà vậy. Đừng đụng em, còn có nửa tim mà, đừng đụng. Chơi hết rồi em ơi. Còn có nửa tim mà. Anh cũng còn nửa tim đây. Uống nước hồng máu em ơi. Cái gì em? Cái gì em? Nước ba cái chi? Vô. Trời đất ơi, nó bám dưới trời. Nó đông lắm hả? Hả? Em cái lồng. Ở đâu á? Trong phòng. Sẵn để cho em miếng nước luôn. Bắn chết em bây giờ, đứng ra. Ơi, anh nhặt để được nước. Một cây anh nhặt được một cây Nemo nè. Rồi để đi, cầm nó đi. Chưa hồi hả? Mình khám, không, từ từ, mình khám phá khu này cái đi. Mình chưa đó. Đủ nữa mà, hình như là phải đủ 4 cây Nemo mà. Ở đây 4 cái nè. Em có 2 cây rồi, đi, giờ đi khám phá thêm đi. Thôi vô đây. Từ từ, cứ bình tĩnh, để lấy block chặn lại đã. Ok. Đưa Nemo cho em, thảy Nemo cho em đi. Thảy với em không ạ? À đây. Con này level mấy đây? Có chạy không? Chạy. Đóng cửa. Chết rồi hả? Bây giờ không lắp lại được block nè. Ôi, con này bậc 3, con Pharaoh này bậc 3. Mẹ nó bắn chính anh không muốn em á. Em đứng nó xanh, xanh chém được. Cứu em, trời ơi sắp chết rồi. Đỡ đi. Hay quá. Con chết rồi Hoàng, hay Hoàng ơi. Ôi. Ủa?
Sao vậy? Nó bị gì vậy? Động đất á, mình phá được rồi đó. Trong đó có đồ á. Đồ. Đồ ngon quá à. Chả có cái gì xịn sò cả. Có này ngon nè. Nhìn nè. Ê. Từ. Nhìn nè. Đâu cái gì ngon? Thấy trên tay không? Đâu ra vậy? Ai biết đâu. Ta rồi đây. Trời đúng là chơi siêu khó nó khó thì chứ gặp mấy con quỷ này nữa chứ. Thân xác điêu tàn. Trời ơi. Tới ơi. Ơ. Em cử con lạc đà của anh à. Chị ba. Em cử đâu ra vậy? Mới lượm trong làng á. Ủa lạc đà của anh có giáp mà lạc đà không có giáp đâu. Giết cái thằng kia đi. Anh giết đi. Nó gì nhiều quá. Còn nhiều máu á. Giết đi. Anh còn nhiều máu mà, anh giết nó đi. Thôi, tí nữa anh không cho em nước nữa là được cái gì. Ok. Cứu tinh, cứu tinh. Ở bơi luôn mà. Đúng rồi. Nói vô đi. Để cửa lạc đà vô cho đỡ mất. Anh cũng rồi, sau lưng kìa, sau lưng kìa. Với em mà nó có với anh đâu. Ủa gì? Mày vũ ở đây rồi, à? Trốn rồi, trốn rồi, trốn rồi. Mày vũ ở đây, tao giết con. Tao giết con lạc đà bây giờ. Hết chủ vũ hay gì vậy? Vũ đi xa đi rồi mình đi vô. Em có chạy đâu quanh lên quanh lên quanh sao mình vô được? Vô được mà. Ờ anh vô đi. Chịu vô quá. Ờ anh vô đi. Ờ anh vô trước đi. Nãy em vô trước rồi. Rồi bảo tiếc luôn rồi. Kệ em luôn. Trời ơi. Trời ơi con gì kìa. Chết. Cho miếng nước anh cứu rồi. Không. Ok. Này nói gì ghê lắm mà. Này gì ta. Ủa cần câu gì lại hả. Dưới đây mà cũng có mấy cái con nó hả trời. Thôi đi mai kim cương đi. Ôi thằng này không có đầu em ơi. Cái con này khó chịu quá ta. Đúng rồi chém nó trâu vậy. Chém nó. Chém tiếp. Tiếp. Ok. Mình cho thanh niên này cái xô nước mọi người. Coi nè cái xô nước này mọi người. Giờ còn hành hố không luôn rồi. Nó đặt cái đuốc vô xong cái mất tiêu luôn rồi. Coi thì mình bỏ nó đây vậy. Chứ biết sao giờ. Người ta đã có lòng như thế thì thôi. Thì thôi vậy. Đúng mọi người. Ê anh chơi giết lạc đạo của em. Xứng đáng là xứng đáng hiểu không?
Làm cái gì á? Thôi, né nó ra, mày né nó ra đây, quỷ. Bạn hãy né mình ra đi bạn ơi. Bạn hãy né mình ra đi bạn ơi. Trời đó. Chị cũ vậy ta. Chúng ta là những người anh em. Dưới đông như quỷ luôn á. Dưới con người em. Tạm biệt em. Bye bye. Chúng ta không thuộc về nhau. Trong này một cái rương khác này, một cái rương khác trong này nè. Chết chưa, chết chưa. Gugu, Apple Genshin. Đi. Ở khoảng thời gian này thì mình đi tìm kim cương thôi. Thì có kim cương thì mình mới đánh bại được mấy con boss khác được chứ. Sao nó mạnh quá. Hey. Kim cương à, đây, anh muốn kim cương nè. Anh Đào ơi, em không có cúp á. Thấy gì không, thấy gì không? Đào hết, đào hết. Cái hang này rộng quá ta. Ủa bên đây còn kim cương nè em. Là mấy em full rồi. Là mấy full rồi, full rồi. Ô ra vậy. Đây có kim cương không ta? Em đi soi sáng đi, được 25 cây kim cương rồi. À đúng rồi. Ok, thì anh làm thêm một cái cúp nữa. Sau đó làm thêm một cái kiếm kim cương. Kiếm kim cương nó vẫn ngon hơn thì phải. Nó chém nhanh hơn đúng không? Không biết nữa, gõ đi kim cương coi nó ra cái gì, nó chế được cái gì. Kim cương chứ là vậy thôi. Khiên kim cương. Chém này nè, chém này nè. Hoàng, 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 anh có cái này nè Hoàng. Ồ. Nôn máu đi. Ok em nha, em nâng cái. Rồi. Ok chưa. Được thêm 3 tim. Ghê vậy. Mình cũng đơn đây. Ok. Thôi mình không phá cho ra đem rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Từng cái một. Vô. Vô 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 vô. Phá mấy cái lồng em, phá mấy cái lồng để lấy cái spa. À phá trước, phá lồng trước, phá lồng trước, phá lồng trước. Trời toàn cúp. Không có gì hết trơn vậy. Đi thôi. Rồi go thôi. Ok đi 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 đi, let's go, let's go. Gì 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 á, gì á. Ờ anh đợi xuống nước bên trên rồi. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Vừa đi chậm vừa ấy nữa, khó chịu ghê. Trời ơi. Ma quỷ chưa. Ờ lên trên chế cái này cái. Trời ơi con ma, trời ơi. Con ma đây chế, em chế, chế. Ui không đặt được. Thôi đi. Đi 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 này, đi này, đi nó có lửa ghê quá. Ôi này cái gì đấy, cái gì đấy, này cái gì vậy?
Cái này là cái gì vậy ta? Khó chịu quá cái vậy. Màu mà nè. Ôi. Trời ơi, lâu rồi à. Em mang đủ đuốc cái đuốc kia chưa? Hả? Này hai cây, hai cây, hai cây này, hai cây nè. Đủ hả? Đủ hồi vô. Đuốc kem á, đuốc kem hết rồi, em có hai cây em đặt cái cửa hết rồi. Đây nè. Xuống dưới chắc có, xuống dưới chắc có. Đi lấy lại cho. Chưa, đâu lấy lại được đâu. Đặt cửa lấy lại được mà. Dở vậy? Không cần nữa. Trời ơi, đau quá. Nó không đứng đi chỗ được à? Châu vải nồi luôn á, thề con này quýnh cực quá à. Con này... Ôi giời ơi. Con này quýnh đúng cực luôn á. Hơi hít giáp. Chơi kiếm này nè. Khó hiểu ghê luôn á. Người này có cái gì đó. Đi. Chết mẹ quá, lấy xô nước. Ui. Rồi. Go. Công nhận mình thù phép cái này mình chạy tranh dữ ta. Đi thôi. Bên đây có cái kim tự tháp này em. Để anh mở đường ra. Có đúng chưa? Có rồi. Nè, coi nè, anh cắm vô hai cây anh lấy lại được nè. Đấy. Chứ mình không có enchant mạnh được á mọi người. Chém cũng không có đau mấy thằng này lắm. Đậu xanh đó. Cũng may trong đây nó có cái Spyriop ấy. Ờ đúng rồi. Có máu ngon phết. Ủa sao kiếm anh xịn vậy? Kiếm em gì? Kiếm anh có cái dòng hạ thêm ma. Kiếm em không có gì hết. Đi phù phép đi. Không có đủ kinh nghiệm hết rồi. Thôi mà vậy được rồi, không cần nhiều đâu. Phải nồi chứ. Mấy cái đây này có thể làm được cái này nè. Có vàng mới làm được á. Đi thôi anh ơi. Đi vô, đi xuống chơi đi. Hy vọng là không có mệt mỏi như mấy con trước nữa. Nè. Đi thôi. Tối thui em ơi, em thấy đường luôn á. Em cũng tối thui rồi, em có đuốc đâu. Đi đường nào vậy? Em không biết nữa, anh đi đại đi, đi hồi là tự rồi không có đường xuống à. Đây, bên này. Giờ em còn không biết em đang đi hướng nào ở đây nè. Nhìn tên anh. Này. Rồi, vô. Ủa, em kháng độc à? Kháng đâu mà kháng. Sao nó nói gì vậy? Giờ mình tìm đánh nó luôn em ơi. Cấm đuốc nha. Em ơi, mình có thể dùng cây đuốc này của mình á. Mình thắp sáng cái này được luôn nè. Nhìn nè. Đâu? Nó không có tốn đuốc. À. Đậu xanh nó thì chứ. Mình lấy nhiều cái này thêm tí. Hải kiếm này có light steel hả, ngon biết mấy à. Có light steel luôn hả? Trong này à. Từ. Anh thắp sáng lên cái. Ý là mình quýnh ở trong đây luôn hay sao á. Em có khiêm đỏ nha. Ok. Cấp cái đuốc lên cái. Từ kích hoạt. Ăn vô đã. Em ăn cái màu vàng ăn nó không máu ghê lắm á. Okay, rồi. Đó. Cái vô nè. Vô. Rồi quýnh đi. Đỡ đi, em đỡ đi. Trời ơi, con này cấp 3. Có level 3. Yếu, con này yếu. Chết rồi.
Ồ đúng là phù phép luôn, nó nhanh thiệt. Anh có cái găng tay gì đây, cái vũ khí gì nè hả, cái vũ khí gì vậy nhìn nó lạ lạ ấy. Quýnh thử ở đâu không? Không đau lắm, anh phù phép đồ mà. Đây 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 đây, lên trên lên trên lên trên đi. Ơi quýnh một đợt con này là mình có thể phù phép lại được tiếp á, cứ săn tiếp đi. Đi 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 đi, đây có một cái nè. Go. Mấy con này hai mặt thay ma đúng không, chém cái chết ngưng con nào nè. Ok, việc em cứ đỡ đi, còn lại để anh đấm mới được rồi. Này có thêm mấy cây nebu nè. Đây 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 đây. Từ từ. Có được đó không á? Hả? Đúng đúng đường, đúng đường, đúng đường, em đi đó đúng rồi á. Hỏi sao đi qua em thấy cái đường xuống. Biết chết liền luôn. À đây 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 đây. Trời, nó như là một cái mê cung khó chịu thì chứ. Ăn đi, ăn cái. Cái gì vậy? Hai đường luôn rồi mà. Thôi kệ mấy con kia đi, mình tìm đánh đánh con đó thôi. Rồi hồi máu đây em, hồi máu đây em. Rồi vàng gì? Em máu đi. Này em đỡ anh cho em cái này nè, ăn vô hồi máu nè, cho nhanh nè. Ồ. Go. Thành chưa? Vô. Ờ, cấp cấp mấy vậy? Cấp 6, cấp 4. Bốn có bốn. Ok chết rồi em ơi. Ờ, hình như mình thu thập mấy cái đồ của nó hay sao em ơi, với từng con một á, nó sẽ có một con khác nhau á. Em giữ nha, em Ồ. giữ đó nha, em giữ nha, đừng có vứt nha. Trời ơi, mày mày assassin nó biết bay luôn hả? Em ơi, lên trên bắn cung, bắn cung. Ui, assassin biết leo trèo à, sát thủ ghê vậy, leo leo cây kìa em. Ơi, Á ấy. Mày cho ông ta đang bắn chạy vô. Ui. Bay kìa. nó bay luôn, nó bay, nó biết bay, nó biết bay, biết bay. Đào 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 cổng, đào cổng, mấy cổng này nhìn là biết không phải Nó không. đó, nó bốn cổng lận. Cũng vậy thôi, mình nó cũng đâu có đâu, mình nó núi cao hơn đây. Cái này ta. Đây nè, đây chắc là dễ dễ đạo hơn nè. Đây 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 đây. Ăn đi. Rồi, vô. Ôi! Con này mạnh đấy, con này mạnh Ui. á. XIV, mười mấy luôn. Con này mạnh, Uầy, con này mạnh, 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 con này mạnh. 14. Mười bốn nhưng mà có 150 máu à. Có gì không? Không Ồ, có cái gì chứ. rừng không có gì hết trơn. Anh được cái gì đây? Cái lá cờ gì đó. Ôi giời ơi, cái gì đây? Nhìn em, Yeah. nhìn này, nhìn này, nhìn này. Có 3 tim. 22 đàm đó. À, nhưng mà quýnh nó bị hiệu ứng nè. Ờ đúng yên chỗ luôn này.
Ở đừng quýt nữa. Đừng quýt nữa. Không quýt nữa nhé. Trời ơi ma quá trời ma luôn. Mấy con này là mấy con sát ướp sa mạc à? Thấy ghê vậy. Đi thôi đi thôi. Cửa đâu? Đào nữa hả? Bên đây không có à nè. Cửa chắc bên đây quá. Nhìn chắc... nó cũng giống nè. Chắc không? Không có, không phải, không phải, không phải. Đào không có. Vậy bên đây, bên đây. Không có bên đây rồi, chắc bên đây rồi. Trời ơi con. Giống giống rồi nè. Giống cái đầu em á. Bên này rồi. Cũng phải luôn. Ủa? Vậy, vậy còn cái bên đây. Kỳ vậy. Không phải luôn. Ủa? Ơ? Rồi vậy. Vậy là bên này rồi, bên này rồi, dưới này rồi. Phải đào, phải đào á. Ờ ừ, đúng rồi nè. Đúng rồi sao? Ơi. Đúng rồi đúng rồi. Ơi, mình dưới đây luôn hả? What? Dưới đây hình như không có gì đâu. Gì hả? Ờ. Dìm lên trên, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Chết. Xuống nước, xuống nước. Hình có xuống nước em à, không bị kẹt ở dưới rồi. Đang phải rồi. Đúng rồi, cửa nè. Cửa đâu, thấy cửa đâu. Nè, cái cửa dưới chân nè. À đây rồi. Qua đi. Trời ơi, đông. Ôi, trời đất ơi. Trời ơi, trời ơi. Ok, để em đi xuống rồi, xuống rồi, xuống em ơi, xuống em ơi. Ra, ok. Go. Bớt cuối, bớt cuối, bớt cuối, bớt cuối. Coi cuối cùng là con cúng cùi. Bắt được nào không vậy? Phải không đấy? Không biết, nhưng đi đại thôi chứ sao vậy? Trời đất ơi. Quỷ chạy kìa. Trời ơi, sắp chết rồi. Ăn cái đó vô. Nè, còn anh còn cái này. Cái này xịn nhất luôn sao á. Bên này em ơi. Bên này mình chưa đi hả? Đừng cục, đừng cục. Đây nè, đây nè, đi hút rồi, đi hút rồi. Ủa vậy hả? Chiến đấu, chiến đấu. Dạ. Đây nè em ơi. Cái gì mà enchanting vậy? Ủa đâu phải đây. Trời 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 trời. Đây nè. Ok ok, ăn này vô luôn, chơi khô máu luôn em ơi. Chơi luôn. Bột cuối em ơi. Màu đỏ mạnh lắm nè. Phải bột cuối không vậy? Màu đỏ nè. Đâu? Không biết. Là bột chính mà, màu đỏ. Lạ vậy? Mới có một màu hay gì á. Vậy hả?
con bot cuối, chữ đỏ là màu con bot cuối. Ồ, nó là một cái gì đó em ạ, một cái dây chuyền nè, cho nè. Ok, xong rồi. Mà lên trên rồi, let's go thôi. Let's go. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.